trong tứ hoàng thệ nguyện có nói phiền não vô tận thệ nguyện đoạn đức phật dạy đại chúng một trăm lẻ tám vẫn là quá nhiều khi giáo học vẫn chẳng thuận tiện nên lại quy nạp 108 thành 26 cho dễ nói. Thông thường đối với những người sư học đều nói là 26. 26 phiền não gồm 6 căn bản phiền não. Và 20 tùy phiền não trong tùy phiền não lại có trung tùy đại tùy và tiểu tùy hai điều vô tàm và vô quý là trung tùy đại tùy tám điều tiểu tùy mười điều dễ giảng giải sau căn bản phiền não là năm điều tham sân si mạn nghi thêm vào sau đó là ác kiến ác kiến là năm thứ kiến hoặc quy nạp chúng lại bạn gọi là ác kiến nói cách khác sáu căn bản phiền não thường được gọi là kiến tư phiền não kiến phiền não là ác kiến tư phiền não là tham sân si mạng nghi tư là tư tưởng quý vị nghĩ sai kiến là quý vị thấy sai cách nhìn và cách nghĩ của quý vị đối với hết thầy các pháp trong vũ trụ đã sai cho nên rắc rối mới nảy sinh đức phật đã nêu ra những sai lầm ấy khiến cho chúng ta giác ngộ hiểu rõ bèn buông những sai lầm ấy xuống chánh tri chánh kiến hiện tiện chánh tri chánh kiến là tri kiến của phật chúng ta là phàm phu chính mình nhất định phải tự biết rõ mình thì mới có thể học thứ này thứ nọ phải khiêm hư chớ nên có mãi may cuồng vọng phải thật thà phải nghe lời Trong hoàn cảnh hiện tiền, chúng ta mong thành tựu trong một đời. Đầu tiên là phải dung bồi vững vàng ba căn cội. Nhất định phải biết điều này. Trong quá khứ người thuộc một thế kỷ trước, bất luận là tại gia học Phật hay xuất gia học Phật, mỗi cá nhân đều dung bồi tốt đẹp ba căn cội ấy nên họ có thành tựu người tu hành hiện thời vì sao chẳng thành tựu chứ vị chỉ cần lắng lòng tỉnh táo quan sát trong tâm sẽ hiểu rõ chúng ta nói xem người tu tịnh độ tại gia hay xuất gia khi làm chung chúng ta tuyển họ đi giảng sanh có mấy người đầu óc tỉnh táo tinh thần sáng suốt lúc ra đi bảo mọi người tôi thấy phật đến tiếp dẫn tôi tôi theo phật ra đi đó là thật sự giảng sanh chẳng giả chút nào nếu khi mất mà hôn mê như vậy là chẳng nhất định giảng sanh nhưng người đưa đi giảng sanh trợ niệm đông đảo có thể giúp người ấy chẳng đọa ác đạo chúng ta có thể tin điều này có thể khẳng định người ấy có thật sự vào thế giới cực lạc hay không chẳng chắc ăn nếu mắc phải chứng lú lẫn của người già thì chẳng có cách nào trợ niệm vô hiệu mắc chứng xì ngốc của người già mơ hồ điên đảo ra đi. Nghiệp chướng sâu nặng, lúc làm chung nghiệp chướng hiện tiền, chẳng thể giảng sanh. Người ra đi như vậy sẽ dẫn luân hồi trong luật đạo y như cũ. Quý vị nói xem chuyện này có phiền phức hay không? Chúng ta là người thật tu, thực hành, phải chú trọng đề phòng chuyện này. Chúng ta làm thế nào để tỉnh táo, sáng suốt trong lúc lâm chung? Dùng phương pháp gì? Đoạn ác tu thiện, tích lũy công đức phải thực hiện năm chữ nhân nghĩa lễ trí tín do cổ nhân trung quốc đã nói chẳng làm được năm chữ ấy lúc quý vị ra đi sẽ bị chướng ngại người thiếu nhân ái thiếu từ bi chẳng có lòng nhân ái sẽ mắc bệnh gan bệnh ở gan nếu là kẻ bất nghĩa thiếu đạo nghĩa sẽ bị bệnh phổi kẻ thiếu lễ bị bệnh tim kẻ thiếu trí bị bệnh thận kẻ thiếu chữ tính bệnh tại tỳ dị các chứng bệnh đều có nguyên nhân đối ứng có thể hành trọn nhân nghĩa lệ trí tính sẽ chẳng có bệnh nhân nghĩa lệ trí tính và ngộ giới trong phật pháp hoàn toàn giống nhau nhân là chẳng sát sanh nghĩa là chẳng trộn cấp lễ là chẳng tà hạnh trí là chẳng uống rượu tính là chẳng nói dối hoàn toàn tương ứng với nam giới quý vị đều có thể làm được quyết định chẳng vi phạm trong đời này quý vị chẳng mắc bệnh siêng tu giới định huệ dứt diệt tham sân si bản thân chúng ta mới có thể bảo đảm chính mình khi làm chung chẳng hồ đồ như vậy thì chắc chắn sẽ giảng sanh. Giảng sanh là trong một niệm cuối cùng. Một niệm cuối cùng là A-di-đà Phật. Chẳng phải là điều gì khác. Do vậy, lúc bình thời phải buồn xuống. Khi lâm chung, quý vị mới chẳng có tạp niệm, mới chẳng nghĩ cái này. Tưởng cái kia đặc biệt là danh sắc tài ăn uống ngủ nghỉ cũng đều bỏ khi lâm chung sạch lào chẳng có ô nhiễm đã biết hết thảy phiền não thì phải xa lìa phải tận hết sức xa lìa càng xa càng hay vì sao đó là triền phược trói buộc chúng ta ở đây khiến cho chúng ta chẳng lìa khỏi lục đạo luân hồi quý vị nói có phiền phức lắm hay không bồ tát dạy chúng ta đoạn sạch dạy chúng ta rời khỏi đó là giải tức là cởi gỡ những trói buộc thượng nhị cú biểu hội trung chư bồ tát dĩ thông chư pháp tánh đạt chúng sanh tướng cụ căn bản trí cập sai biệt trí thông chư pháp tánh là căn bản trí đạt chúng sanh tướng là sai biệt trí tức là không gì chẳng biết vì thế ngài năng dị chúng sanh phá ma kiến vọng linh ly tà nghiệp nghiệp là sự nghiệp là tạo tác sự nghiệp bất thiện quyết định chẳng làm ở trong thế giới này khởi tâm động niệm ngôn ngữ tạo tác hết thảy sự nghiệp đều tạo lợi ích cho người khác đều có chỗ tốt đẹp. Quý vị thực hiện bèn chẳng thiệt thoại. Chứ nên không biết điều này. Có người sống trên thế gian rất ngắn ngủi. Một trăm năm, Đối với người trẻ tuổi mà nói thì dường như rất dài. Nhưng với lứa tuổi tôi, sẽ thấy một trăm năm như một cái khẩy ngón tay. Trôi qua rất nhanh. Có ý nghĩa gì đâu. Đến tuổi già mới thật sự hiểu mạng người khổ sở, ngắn ngủi chẳng sợ khổ là vì nguyên nhân nào thời gian khổ sợ ngắn ngủi chẳng dài ta phải cán chặt răng vượt qua thời gian ít ỏi này quyết định chẳng tạo ác nghiệp đáng già lắm đời sau sanh về tây phương cực lạc thế giới thời gian lâu dài sanh sang tây phương cực lạc thế giới Dấu là hạ hạ phẩm giảng sanh trong cõi phàm thánh đồng cư thậm chí giảng sanh trong biên địa của tây phương cực lạc thế giới vẫn chúc mừng quý vị quý vị được vô lượng thọ đã lìa hết thảy khổ tây phương cực lạc thế giới chẳng có khổ nên gọi là cực lạc quý vị thành phật ở bên ấy rất nhanh chóng chứng đắc phật quả rốt ráo sau khi thành phật quý vị giống như các vị đại bồ tát có thể vì các hữu tình tháo gỡ các trói buộc khiến họ lìa phiền não giúp đỡ chúng sanh quá giải tiền phược đó chính là giáo học quý vị dạng thấu triệt minh bạch tánh tướng lý sự nhân quả của dạng pháp trong vũ trụ chúng sanh sau khi nghe xong giác ngộ hễ giác ngộ bèn quay đầu xa lìa trền phược và cũng vĩnh diễm lìa phiền não lìa khỏi phiền não trí huệ hiện tiền phiền não nhẹ nhàng trí huệ tăng trưởng trí huệ hướng dẫn người ấy kẻ y chẳng làm ác Chẳng đi vào ngõ rẽ. Bạo đạm, Chính mình dũng mạnh, tinh tấn trên con đường thành Phật. Giảng sanh bất thoái thành Phật ngay trong một đời. Hiện tại thời gian đã hết rồi. Buổi học này chúng ta học tập tới đây. Nguyện đem công đức này hồi hướng bốn ân và ba cõi nguyện khắp pháp giới các chúng sanh đồng sanh cực lạc thành phật đạo chúng phật tử đạo tràng tình độ nam mô a di đà phật